Chào các bác, vừa đi ra quầy chợ tàu ở chỗ Vạn Phúc đấy các bác. Thì đi cùng với một anh thì anh lại để mua cái chậu cây cho anh ấy, thì mình cũng đi xem cái chậu của mình thay cho cái chi này này. Đấy, thì lại anh ấy lại mua tặng. Đấy thì cũng ngại quá. Đấy thì đấy, ra thì gặp cái chậu ưng mà lại được tặng. Tuyệt vời quá. Nói các bác, cái chậu này em tất nhiên nó mới, đời mới, chậu tàu mới, nó rẻ thôi, nhưng mà em rất là thích những cái mẫu như này, một màu, màu nâu trầm, màu đại loại mình thích đơn giản. Hoặc là cái chậu tàu cũ, màu men nó cũ. Đấy, chứ những cái chậu bây giờ rất đẹp, rất long lanh nhưng mà nhìn thấy sợ lắm quá. Nhất là rồng vượng, thứ hai là màu đỏ lòe loẹt là em sợ, men sáng là em sợ. Cảm giác nó không hợp ấy. Chứ tất nhiên là rất nhiều người ta thích và nó đắt hơn cơ. Đấy nhưng mà không thích. Cái chuyện đắt rẻ thì không bàn, nhưng mà cái sở thích thì mình thích nó đơn giản. Và cái chậu này thì đo thì đúng là vừa như in với cái si kia. Cái thước của nó dài khoảng độ gần 55. Nếu phủ bì thì dài hơn, đang lọt lòng nhé. Và rộng khoảng độ 35, sâu cho mười mấy đấy. Sâu mười mấy đấy. Vừa khít khô vào cái bệ ở cái kia các bạn. Thì thực tế là cây này nó vừa phun mầm rất là non, cũng chẳng muốn thay đâu, nhưng mà nó bực các bác, nhìn nó lem nhem khó chịu. Mình để trên mái và giờ có mỗi cây này giữ lại được thì cứ phủ cái bệ. Nhiều người đến xem người ta không biết cây đẹp nên là khó chịu, cho lên cái chậu này luôn. Tay cút thì nó có rồi, cứ thế mà nuôi ra thôi, bao giờ nó thành thì thành. Đấy, bây giờ lọc lá nó phun là dã man, xanh tốt. Nó là dòng si búp đỏ thẫm, hay các bác gọi là đỏ tiết thì đúng không? Thì đúng hơn, búp đỏ tiết. Tất nhiên lúc non thì các bác nhìn nó hơi khó phân biệt. Cái lúc non thì đấy, thân cho đến tay cành lá nó tím ấy kìa, tím ngắt như bị bóp cổ. Chứ còn lúc nó già ấy, thì cái lá già nó sẽ xanh đen, còn cái ngọn nó thì đỏ như màu tiết, đỏ như màu tiết các bác, thẫm ấy nhá. Đấy, và có quả, cây này có quả thì lúc ấy thì các bác đã xem em trồng đục cái cây này thì các bác đã xem rồi. Thì bây giờ em thay cái chậu lên này để các bác xem nó có ngon không nhá. Lúc định lấy cái sâu lòng như này này, này lấy cái sâu lòng nó hơi sâu quá, cũng được hợp đấy, nhưng mà cái đấy thì nó lại hoa văn của nó hơi khiếp. Đấy, thì lấy cái đơn giản này. Đấy các bác, may quá lại đi mua chậu lại được tặng chân bệ này. Các bác nào có một số chuyên gia đến đây là thích cây này lắm, nhưng mà không xuôi được đâu, cứ bình tĩnh. Rồi các bác, bây giờ tôi nhấc ra để sang chậu và cho nó sạch sẽ tí. Đang mưa xuân này, chẳng sao cả. Với lại nó còn nguyên cái vành sùng xốp cũ trong này mà. Cái này chỉ có đặt quách bên ngoài thôi, có gì đâu. Đấy các bác à, tím già các bác sẽ nhìn ra cái chất. Đấy, giờ thay các bác nha. Thay sang thì cũng khá là nặng đấy, thì một mình hơi lây hoay đấy, để dựng cái camera lên cả. Tuần các bác hôm qua mua được cái cây quất nhỏ nhỏ ưng quá, quả to dăm lục lá thích lắm, chưa tiết sớm. Thôi để dựng camera lên để làm các bác nhé. Đấy, giờ lây hoay đây, nặng đây, có người làm cùng thì nó đỡ. Đấy, báo cáo các bác là những cái lúc mà nó đang phun lộc nó rất là non như này thì đừng có động vào nhá, rất dễ bay những cái mầm kia. Đấy, thì em thì bảo thủ em làm thôi chứ các bác không nên nhá. Nhất là các bác mới nhá.
Còn các bác thương mại thì bác thay thường xuyên, múc về là bác thay luôn cho nó lên màu để bán thì không nói. Mình thì mình là người chăm cây thì nên để ý bác nhá. Nó lên cái đã không, tí nữa không bê được. Cố định luôn này, cũng một mình. Cố định luôn, tí không bê được. Lót.
quên mất, tay bẩn lắm luôn. Các bác ơi, hơi dài tí các bác, hơi dài mất mấy phân. Thì tối hôm qua đo các bác thì phủ đất ở bên trong, quên mất là nó còn một cái vòng xốp bên bên trong nữa, đâm mà mình chưa trừ đi thì nó bị dài. Rộng thì vừa rồi, rộng thì vừa khít rồi, dài. Con này bệ nó rất là rộng, hơi bị dài. Nguyên tắc chọn chậu các bác nhé. Thì màu sắc thì tôi không nói nhé, thì tùy sở thích thôi. Cũng hợp cây này cây kia đấy, nhưng mà về cơ bản ấy thì nó theo hình dáng cây. Thông thường thì cái chậu chữ nhật ấy, nó phổ biến hợp với nhiều hình dáng cây nhất là cái chậu chữ nhật. Thậm chí cây cho chậu tròn các bác có thể trồng chậu chữ nhật vô tư. Cây lang cũng có thể trồng chậu chữ nhật. Nhưng mà hợp nhất ý, là những cái dáng cây mà nó có, mà các bác nhìn từ mặt chính vào ý, cái dáng cây nó tán nó chạy sang hai bên, có nghĩa là tán như nào thì chọn, tán sau này hoàn thành như nào thì chọn cái chế hình dáng chậu như vậy các bác nhé, nhớ là như vậy nhé. Đấy, thì cái ví dụ như cây này thì nó đang thiên hướng là hai tay sang hai bên, hai tay chốt hai bên rồi đúng không, hai tay một ngọn. Đấy thì mình chỉ chọn chậu chữ nhật. Thì chọn làm sao ấy, mà khi hoàn thiện ấy, khi hoàn thiện tán ấy, thì cái mép chậu ấy, cái mép chậu không được phép vượt quá cái tán, mà phải thụt vào trong để cho tán nó chườm ra ngoài một chút. Thì tùy cây mà các bác cân đối, nó có tỷ lệ ấy, nhưng mà án sừng bằng mắt. Ví dụ như cây này, sau này các bác hình dung tán nó rộng, rộng đến tận ngoài này, thì cái mép chậu nó phải vào đây, tán nó rộng như ngoài này, tán nó rộng đến đúng cái mép chậu này này, thì các bác chọn cái chậu nó phải bên trong này, để cho cái chậu nó không bị có cảm giác nuốt mất cây, chậu nó không có cảm giác nuốt mất cây. Đấy, thì vừa nãy em đi thử là có một cái chậu nó vừa lắm các bác, chiều rộng bằng cái này, nhưng cái chiều dài là ngắn hơn, ngắn đến đây thì là vừa. Khi mà cái tán nó rộng ở đây nhá, quá rộng đến cái mép chậu này, bên này cũng đến cái mép chậu này, bởi cái cốt nó rất thụ này thì tán nó phải rộng. Đấy, thì tí ra đổi cũng được, nhưng mà ngại quá các bạn, vật lộn nó mệt cũng một mình, rồi lại chạy ra chờ cái chậu về thì, nhưng mà cũng phải tính đấy các bạn. Có khi mà ngắm nhiều mà nó không thỏa mãn ấy, là phải lấy. Tất nhiên cái kia thì men sáng, nhưng nó cũng được, nó không phải là cái loại mình hầm hố hay là lè lẹt. Đấy, nên em rất thích cái màu này, nó màu này nó hợp với cái màu cái thân của cái si này. Nói chung mình là con người đơn giản nên thích cái chậu nó cũng đơn giản. Đấy, bên này này nó còn thừa bao nhiêu này, thừa bao nhiêu. Đến đây là bệ, đến tận đây rồi. Bệ chảy đến tận đây nhá. Như cái này này, nó đến tận đây nhá. Đấy, cái đoạn này thừa. Từ đây trở ra thừa.
Đây, từ đây lên là đẹp mỹ mãn. Tán sau dán đây. Và đây là tán sau dán đây nhá. Đấy, rồi chậu mình chọn đây là đẹp nhất. Bên này cũng vậy. Vậy là chạy đến đây cơ. Để chạy đến đây. Đấy, thì giờ lấy đến đây. Thế như vậy là cây này thì chỉ nên trồng vào cái kích thước lọt lòng là khoảng 47-48, còn rộng thì 35. Đấy, nó hơi vuông một chút, còn hai bên thì ổn rồi. Sau sang xuân là có thể được lọc mầm thở rồi. Lọc bớt những mầm này, các bác nhìn lộ cổ cốt này ra thì chết người đấy. Các bác ạ. Rồi các bác chẳng nhìn thấy gì đâu. Nhưng mà thay cái chậu này cũng là thành công, thì mình chẳng làm rơi rụng một cái mầm thở nào cả. Không làm rơi rụng cái mầm thở nào cả. Đó. Với lại thực tế là còn đang trong chế độ dưỡng này, nuôi cút. Cho nên là thôi rộng tí chả sao. Tí nữa nếu mà còn hứng thú hoặc là còn sức khỏe, còn máu ấy, thì ra thay luôn, ra đổi luôn. Đấy. Cái chậu kia nó đắt hơn tí. Các bác nhìn này. Nó màu đỏ tiết, tất nhiên cái màu này chưa phải màu thật của nó. Cái màu nó già ấy, thì mới chuẩn. Các bác nhé. Ở đây lấy được rất nhiều điểm ngon lành ạ. Cốt kia cắt đâu ra đấy chuẩn rồi. Bên này thế. Bên này đang nuôi thế này thật to. Để kéo cái cút này nó to. Đây nhá các bác nhá. Có cho bác ý kiến vì các bác không nhìn thấy cái phần này. Chi một tính là từ phần này cơ. Chứ không phải tính nhìn từ đây. Đó, phần này rất to, rất cân với cây. Phần này lấy được cái rễ này là quá chuẩn. Có ông mà ý kiến mà bỏ cái rễ này thì vứt. Điểm nhấn. Cổ ngọn của ép lấy được liên chuẩn rồi. Trước về có cái cổ đây, có cái cút ở đây này. Rất đẹp nhưng mà bỏ đi. Em không ưng, bỏ đi. Sau đó lấy đây, chuyển sang hai bên này. Đó. Thì lúc nó to thì bác sẽ lôi nó dễ hình dung hơn. Đấy, khi nào mà đất đai nó ổn định, mưa gió nó xối, nó phẳng lì cái này thì lúc ấy lộ cái cộ cái bệ ra thì các bác nhìn này. Thì nó mới chết người. Cây một cây cốt can rất rõ ràng các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác, cuối tuần như thế là thành công rồi. Thì nó có hứng thú thì thay tiếp. Hẹn gặp lại các bác nha.